Đại chiến trà xanh. Ôi trời, nhiệt độ đây thấp quá à. Anh có lạnh lắm không vợ? Cũng lạnh thiệt. Dinh Dinh tới rồi hả? Ồ, chị là Dinh hả? Em là Thanh Mai Trúc Mã của anh Địch. Chào em. Chị ơi, đừng có đứng đó nữa, qua đây ngồi đi. Địch à, anh còn nhớ con tám lựu đạn mà hồi xưa em với anh hay chọc nó không? Em nói anh nghe, bây giờ đặt mặt xây lại trơn rồi, nhìn giả trơn sao á. Rồi. Mấy ngày trước em gặp lại nó, tí nữa thì nhận không ra luôn á. À đúng rồi chị Jean, mắt hai mí của chị có phải là đi cắt không vợ? À em xin lỗi, tại vì em với anh Địch đây cũng rất là thân, cho nên xem chị cũng giống như người nhà vậy đó. Em nói thiệt, anh Địch nhà em chỉ thích nét đẹp tự nhiên giống như em thôi, chị không để bụng chứ. Không sao đâu. Chị Jean thật là tốt bụng. Trời ơi, nước suối gì mà nhạt nhẽo quá vợ. Địch ca ca, cho em uống chung ly nước của anh nha. Từ trước đến giờ mình vẫn uống chung ly nước mà. Có sao đâu, em uống đi. Sao cô lại đây? À, nhà của chà chà cúp nước rồi, cho nên em mấy mới qua ở kế nhà mình mấy ngày mà. Chị Jen à, lúc trước em hay ở kế nhà anh Địch, rồi cũng mặc đồ của ảnh luôn, chị không để ý chứ. Mà anh nè, em đói bụng quá à, anh mau đi làm cơm cho em ăn đi. Thôi, để chị đi làm, anh ấy không biết làm đâu. Anh Địch à, chẳng lẽ anh chưa từng nấu cơm cho chị ấy ăn sao? Cái món tôm gan trứng muối mà em thích ăn nhất đó, chẳng phải anh hay làm cho em ăn lắm sao? Bây giờ đi làm thử cho chị Jen ăn đi. Thôi được rồi, để đi làm cho em ăn. Để em đi phụ anh. Dạo này cổ họng mình bị sao vậy? Khát quá. Sao lần nào mình cũng gặp ly nước này vậy ta? Đại chiến trà xanh. Một con ốc chó như mày cũng bị đặt dành anh Địch với tao hả? Sao dạo này cổ họng của mình hay khát nước quá vậy ta? Trùng hợp ghê, lần nào mình khát nước cũng gặp cái ly này. Chồng mà anh mặc áo này nhìn đẹp trai lắm luôn á. Em sẽ mua cho anh vài cái nữa nha. Chúc anh sinh nhật vui vẻ nha. Trời ơi, chắc là chỉ mình em nhớ đến sinh nhật của anh thôi đúng không? Cảm ơn em nha. Nè, áo mới của anh đó hả? Nhìn nó rẻ tiền, không có hợp với anh gì hết trơn á. Đừng có nói là chị Jen mua cho anh nha. Em không có tin đâu đó. Là áo mẫu mới nhất hả? Đúng rồi, mẫu mới nhất chứ còn cái gì nữa. Mà thôi, em đói bụng quá à. Thôi, chúng ta đi ăn đi. Tôi còn có việc, tôi về trước đây. Hai người đi ăn đi. Bây giờ bà đặt thái độ nữa hả? Ôi trời ơi, em đau đầu quá anh Địch ca ca. Trời ơi, đau quá, đau muốn chết đi sống lại nhiều lần luôn. Em có sao không? Ây da, ây da. Đau thật sự luôn. Nhưng mà được dựa vào vai anh, cho nên em mới đỡ được một chút đó. Tại sao mỗi lần gần anh Địch thì cổ họng của mình lại đau như vậy chứ? Đại chiến trà xanh. À, anh Địch ca ca, em đau đầu quá, đau chết đi mất. Em có sao không? À, đau thật sự luôn, nhưng mà được dựa vào vai anh cho nên em mới đỡ được một chút. Sao mỗi lần mình gần anh Địch thì cổ họng mình lại đau như vậy chứ? Tại sao tiền trong thẻ lại mất 30 triệu? Chị Jen à, đừng có trách anh Địch mà. Là do em, lỗi của em. Ba em bị bệnh, cần tiền, cho nên anh Địch mới giúp nhưng em. Nhưng mà tiền đó là tiền chúng ta để làm đám cưới mà. Đám cưới mà quan trọng hơn tính mạng con người sao? Từ lúc nào mà em trở nên hẹp hòi như vậy? Anh Địch à, đừng có trách chị Jen. Có trách thì trách em nè. Còn chuyện tiền
tiền bạc thì em sẽ tự giải quyết. Chào cha. Ý trời ơi anh Tiệt à, anh đừng có như vậy mà, em sẽ đau lòng lắm. Anh không ngờ cô ấy có thể vì 30 triệu mà chia tay với anh. Thôi không sao, vẫn còn có em ở đây mà. Em thương, em thương. Chà chà, cũng may vẫn còn có em ở bên cạnh anh. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. À, sao cổ họng của mình lại đau như vậy chứ? À. Trà trà, mày còn non và xanh lắm. Lột xác. Anh Tịch à, đây là bánh táo em xếp hàng cả nửa ngày mới mua được cho anh đó. Anh mang thử đi. Sao thế? Anh ăn thử một miếng đi, thật sự rất là ngon đó. Suốt ngày chỉ biết ăn anh. Cô nhìn lại cô bây giờ đi, mập như con hà mã rồi. Nhưng mà không phải lần trước anh nói con gái mẩm mỉm một chút mới đáng yêu sao? Bộ cô là đứa trẻ lên ba sao? Tôi nói cái gì cô cũng tin hả? Vậy bây giờ cô hãy lụm cái bánh dưới đất và ăn liền. Tôi sẽ đồng ý ở bên cạnh cô. Thôi bỏ đi, đúng là đồ ngu mà, nói cái éo gì cũng tin. Vào đi. Giới thiệu về bản thân cô một tí đi. Dạ, em tên là Bành Bung. Em đến đây để ứng tuyển vị trí thiết kế thời trang ạ. Bên bộ phận của anh, để cho anh phỏng vấn. Ok, vậy em đi ra ngoài trước đây. Ý thức được bản thân cô không? Cái tướng người thì như con hà mã mà còn đến chỗ tôi phỏng vấn chức thiết kế thời trang. Đây là sở thích của em, chứ không phải biết tôi ở đây nên đeo theo hả? Trước khi tới là em không biết. Thôi được rồi, em đi đây. Lột xác. Đây là sở thích của em, chứ không phải biết tôi ở đây nên đeo theo hả? Trước khi tới là em không biết. Thôi được rồi, em đi đây. Suốt ngày chỉ biết ăn ăn. Cô nhìn lại cô bây giờ đi, mập như con hà mã rồi. Cái tướng người thì như con hà mã mà còn đến chỗ tôi phỏng vấn chức thiết kế thời trang. Làm ơn coi lại bản thân rồi đi giảm cân giùm cái, chứ tôi nhìn cô là tôi thấy ngán mỡ rồi. Bành Bung à, thời của mày tới rồi.